Xin chào các bạn, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái chủ đề video clip liên quan tới những cái thói quen trong bản thân của mọi người, đó chính là sự bù lì. Có bao giờ các bạn nhìn lại cái quá trình bạn sinh ra và lớn lên và bạn thấy rằng là có tại sao lại có những cái giai đoạn bạn lại rất là năng nổ, nhiệt tình, có rất nhiều những cái kết quả, nhưng lại có những cái giai đoạn mình cảm thấy là mình chậm lại, mình không phát triển nhiều và có một gì đó rất là bù lì, và đôi lúc bị tự ti, và thậm chí là có những cái thời điểm bạn cảm thấy nghi ngờ về bản thân của mình và không biết là mình có thể phát triển được nó trong tương lai hay không. Và đây là một cái trạng thái mà hầu như nếu chúng ta không hiểu thì cơ bản trong cái vòng đời sinh sống của chúng ta sẽ lặp đi lặp lại chuyện đó rất nhiều lần. Và vì lý do đó cho nên ngày hôm nay xin làm video clip này dựa trên trải nghiệm của anh và cũng như cái quá trình tư vấn, thì anh nhận ra sẽ có 6 cái lý do mà khiến cho chúng ta nếu như không để ý thì sau đó chúng ta sẽ rất là dễ trở nên ù lì. Và hiểu kỹ để tìm cách vượt qua. Ok, let's go. Lý do đầu tiên, đó là khi bạn tiếp cận một cái môi trường tiêu cực. Và đây là lý do của những cái bạn mà đa phần có thể là các bạn chuyển đổi môi trường từ cái việc học cấp 2 lên cấp 3, hoặc là từ cấp 3 lên đại học, hoặc từ học đại học và ra trường đi làm. Thì đó là những cái giai đoạn mà các bạn sẽ có những sự chuyển đổi về môi trường. Và nếu các bạn không để ý, các bạn bước vào một cái môi trường mà ở đó mọi người có xu hướng làm bất cứ việc gì cũng hơi nhàm chán, hơi rập khuôn, hoặc có một chút gì đó mình cảm thấy rằng là nó không phù hợp với cái sự năng động và nhiệt tình, cái style của bản thân mình, thì anh tạm gọi đó là cái môi trường tiêu cực. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta bước vào môi trường đó, lúc đầu các bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu, cảm thấy ủa gì kỳ quá vậy. Nhưng mà nếu các bạn ở đó một lúc đó đủ lâu, các bạn sẽ bắt đầu hòa đồng và thích nghi. Và khi đó, khi bạn nhìn lại, tự động các bạn sẽ cảm thấy là các bạn sẽ bị giống với những cái người đó. Và rồi cái sự năng động, nhiệt tình trước đó nó bị đổi thành một cái sự chán nản và có chút gì đó rất ù lì. Lý do số 2, đó là chúng ta luôn có một cái thói quen đặt mục tiêu quá an toàn. Và đây là cái lý do dành cho những cái bạn mà trong quá trình sinh ra và lớn lên, vì các bạn hơi có xuống sợ thất bại. Các bạn có xuống sợ rằng là những thứ mình làm, khi mình nghĩ tới nó thì có khi mình không đạt được. Và dẫn đến trường hợp các bạn luôn luôn chọn cho mình một cái giải pháp quá an toàn so với cái sức của bản thân. Thì khi đó là lúc cái khả năng của bạn ở đây, và các bạn đặt cho mình mục tiêu bằng với cái khả năng của mình. Thì cái việc đó cả các bạn sẽ bắt đầu làm rất là nhiều. Tuy nhiên trong quá trình làm thì kết quả các bạn nhận được nó cũng chỉ là những cái kết quả bằng với khả năng của bản thân. Thì khi đó lúc nó sẽ cho một cái cảm giác là khi mình đi một đoạn rất là dài nhưng cái khả năng của mình nó không nâng lên được, vì các bạn không có một cái mục tiêu quá là thử thách. Và nếu cái việc này duy trì, thì khi các bạn nhìn lại cái khoảng thời gian đó thì các bạn không cảm nhận được sự phát triển của mình, thì khi đó các bạn sẽ cảm thấy sự ù lì. Lý do số 3, làm việc theo quán tính. Và đây là lý do dành cho những cái bạn mà hầu như trong quá trình làm việc, các bạn bắt đầu có cho mình những cái khuôn mẫu, có cho mình cái cách làm, và các bạn cảm thấy với cách làm đó mọi thứ rất là tốt và rất là ok. Và cũng chính vì chuyện đó các bạn sẽ có xu hướng làm nó liên tục ngày qua ngày. Và trong quá trình các bạn làm như vậy thì các bạn quên mất rằng là hầu như cái sự thay đổi từ môi trường, sự thay đổi từ những cái xung quanh, nó có thể sẽ khiến cho bản thân của mình trong quá trình mình làm, nếu như mình phải liên tục học hỏi, liên tục hỏi cho mình những câu hỏi là có cái điều gì có thể cải tiến được tốt hơn hay không, hoặc là những cái việc đó thì đôi lúc các bạn sẽ có xu hướng quên nó mất, mà các bạn thay vì đó các bạn chèn vào nhiều việc hơn và cứ theo quán tính. Và khi đó các bạn cũng làm được nhiều việc đấy, nhưng mà khi các bạn làm liên tục như vậy thì các bạn nhìn lại thì kết quả thì vẫn có, nhưng mà hầu như cái sự phát triển trong cái khả năng, trong cái năng lực của mình nó cũng không nhiều. Và cái việc đó khi các bạn nhìn thấy thì các bạn cũng thấy rằng là các bạn sẽ bị tối tăm mặt mũi với những cái thứ lặp đi lặp lại. Và đó sẽ là cái nếu tích lũy trong thời gian đủ dài, nó sẽ tạo ra sự ù lì của các bạn. Lý do số 4, không được làm cái thứ mà mình thích, mình đam mê. Thì đây cũng là lý do mà nếu như vì một vài cái điều gì đó và các bạn lựa chọn một công việc mà nó không phải là sở thích, không phải là đam mê của mình, thì nó dẫn đến trong quá trình các bạn làm thì các bạn sẽ coi cái công việc đó chỉ là công việc tạm thôi. Ok, và các bạn chỉ muốn xoay sở làm sao để hoàn thành được nó. Thì khi đó các bạn sẽ không để tâm, các bạn sẽ không có nhu cầu muốn phát triển nó lên, và cứ liên tục làm cái việc đó một cách lặp đi lặp lại.
để các bạn mong chóng rằng nó hoàn thành lẹ đi. Ok, để rồi sau đó mình sẽ được thỏa thích với những cái thích của mình. Thì cái việc đó nó cứ tiếp tục, thì khi đó cái khả năng, cái năng lực, cái sự nhiệt tình các bạn nó cũng sẽ biến mất theo thời gian. Và đến một thời điểm thì các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng mình rất là ù lì. Lý do số 5 là không được tự quyết định con đường cho cuộc đời của mình. Thì đây là lý do dành cho một số cái bạn mà trong quá trình sinh ra và lớn lên thì hầu như tất cả những thứ các bạn làm nó đều đến từ quyết định của ba mẹ, quyết định từ những người xung quanh. Và các bạn cũng có những cái ý của riêng mình. Tuy nhiên bạn nhận ra rằng là những cái ý đó khi nói ra thì đa phần sẽ bị đánh giá nè, bị bác bỏ nè. Và hầu như cuối cùng là những người đó chỉ muốn mình làm theo ý của họ. Thì khi đó lúc ok, nếu mình không được tự quyết định thì ok, mình vẫn sẽ làm. Okay, và bạn biết chắc chắn luôn là nếu cứ tiếp tục đi con đường như thế này và tiếp tục làm cái việc đó thì các bạn không hứng thú, các bạn không muốn làm, các bạn không để tâm thì làm sao mà các bạn có thể phát triển được. Thì cái này nếu như được diễn ra khoảng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm thì tự động cái sự ù lì sẽ xuất hiện và các bạn chỉ muốn hoàn thành cho xong công việc thôi. Và khi đó các bạn sẽ không cảm nhận được sự phát triển của mình trong thời gian tiếp theo. Và lý do số 6, và đây là lý do cuối cùng, và nó dành cho một số bạn mà trong quá trình sinh ra và lớn lên các bạn có xu hướng thích sự ổn định và ngại thay đổi. Và tình huống này nó sẽ dành nhiều hơn cho những cái bạn mà trong quá trình lớn lên như anh chia sẻ ha. Thì bạn nó cảm thấy rằng là cái việc mà mình thay đổi quá nhiều, hoặc cái việc mà mình đang ở một cái vị trí đó, mình làm nó đã quá là lâu rồi thì mình cảm thấy nó rất là ổn mà ta, nó rất là ok mà ta. Thì cái việc mà thay đổi như vậy thì nó khiến cho mình phải chuẩn bị cái này, phải chuẩn bị cái kia, rồi phải tiếp tục cái này, phải tiếp tục cái kia, rồi phải lo cái này, rồi phải lo cái kia. Thì các bạn cảm thấy là gì? Nó có quá nhiều thứ để cho các bạn lo lắng. Thì thay vì như vậy thì tại sao mình không bằng lòng với hiện tại, mình không bằng lòng với những thứ mình đang có, và rồi cứ kệ nó đi ngày qua ngày, mình chỉ cần cảm nhận được cái sự vui vẻ bình thường là được. Thì cái việc này về lâu về dài nó cũng sẽ khiến cho mình thành một lý do để chúng ta ngừng đi cái sự phát triển, cái sự học hỏi. Tại một cái việc mà nếu nó lặp đi lặp lại chắc chắn sẽ không có nhiều sự phát triển cho bản thân, và từ đó nó cũng sẽ tạo ra cái sự ù lì cho chính mình. Và tóm lại thì với những cái lý do này sẽ có nhiều kiểu tâm lý khác nhau, anh chia sẻ thêm để mỗi bạn sẽ cảm nhận được một cái lý do của riêng mình. Nhưng tóm lại nó vẫn sẽ là cái lý do để thể hiện một điều là đã quá lâu rồi ha, bạn đã chưa có một cái sự phát triển và chưa có một gì mới mẻ cho chính mình. Và nếu như các bạn ở trong cái trạng thái của sự ù lì này và cảm thấy rằng con người của mình so với con người của quá khứ đã quá là chậm chạp, thì đây là lúc điều quan trọng các bạn phải để ý ha. Đó là khi mà chúng ta nhận ra được chuyện đó rồi thì thật ra cái sự thoát ra khỏi cái trạng thái này nó không quá khó như các bạn nghĩ đâu. Mà cơ bản là nó sẽ có 3 thứ mà các bạn có thể tận dụng nó. Thì anh tin là khi đó là lúc các bạn sẽ bắt đầu có cho mình những cái sự nhiệt tình hơn, năng động hơn và thoát ra khỏi sự ù lì của mình. Bước 1, dễ nhất mà các bạn có thể hoàn toàn có thể làm, đó là hãy tiếp cận một môi trường mới. Tại vì sao? Tại vì cơ bản môi trường mới, môi trường năng động hơn, môi trường nhiệt tình hơn, ví dụ như là có thể là những khóa học, có thể là những cái nơi nào đó mà các bạn cảm thấy thích, các bạn có những cái cảm xúc. Và khoan hay nói về cái chuyện là đến đó làm gì, khoan hay nói về cái chuyện là các bạn cần phải ra sao, cần phải thiếu những cái điều gì vân vân. Hãy đơn giản hóa nó bằng một cái việc là tìm mọi cách để tiếp cận với môi trường mới đó. Để rồi từ đó giữ cho mình một cái đầu rất là trong sáng, trống rỗng cũng được. Hãy luôn luôn tiếp cận với cái môi trường đó, ok? Và để từ đó mình bắt đầu nhìn thấy những cái sự mới lạ, mình bắt đầu nhìn thấy sự hay ho. Và điều đặc biệt hơn là trong cái môi trường đó, mình nhìn thấy cái thứ mình muốn làm cho thời gian sắp tới. Mà đương nhiên có thể nó phải tốn lần thứ nhất mình đi, lần thứ hai mình đi, lần thứ ba mình đi. Nhưng mà tin anh, khi các bạn đưa mình vào trong cái môi trường mới đó thì một cách tự nhiên bắt đầu bước số 2 sẽ xuất hiện. Đó chính là mục tiêu mới của các bạn sẽ xuất hiện. Và đây là cái mà trong quá trình tư vấn anh cũng gặp rất là nhiều. Là có những bạn là khi mà bình thường em cũng cảm thấy cuộc sống em nhàm chán lắm anh, em thấy em cũng ù lì lắm. Nhưng mà đến một ngày đẹp trời nào đó em thấy được video clip của anh Trí, em thấy được video clip của anh, và em bắt đầu cảm thấy là ồ, tại sao lại có những người hay ho, lại có những cái gì đó thú vị đến như vậy. Và thế là nó cho em cái động lực để em mò tới học viện, em mò mẫm này mò mấy kia. Và rồi sau khi nhìn cái cách mọi người ở trong học viện bắt đầu làm thì em bắt đầu nhìn ra được một số cái hướng mà em cũng sẽ muốn phát triển bản thân. Chứ em không thể nào để cho mình cứ ù lì như vậy được. Và khi đó là lúc các bạn sẽ bắt đầu có cho mình một cái mục tiêu mới. Và khi các bạn đã có mục tiêu mới rồi thì khi đó bước số 3, hãy có cho mình một cái kế hoạch hành động đơn giản nhất theo tuần tuần. Một hai thứ các bạn có thể làm để có thể theo đuổi cái mục tiêu mới đó. Và rồi đương nhiên cuối cùng, hành động
Ok, và không mong đợi quá nhiều nghe, chỉ cần hành động là được. Lúc này chúng ta đừng nói về chuyện kết quả, chúng ta đừng nói về cái chuyện là chúng ta phải thế này thế kia. Tại vì khi các bạn nghĩ quá nhiều và cái kết quả thì các bạn sẽ lại tiếp tục rơi vào sự lo sợ. Các bạn lại tiếp tục nghĩ về sự an toàn. Các bạn lại tiếp tục ngại cái sự đánh đổi. Thì khi đó là lúc mà gì, những thứ đó có thể phải để sau, để khi mà các bạn đã thoát ra khỏi cái trạng thái ù lì trước cái đã. Còn lại trong thời điểm hiện tại, cứ tìm cho mình một cái sự mới mẻ nào đó để bắt đầu lao vào và làm. Giống như một cái trường hợp của một cái bạn mà có đăng cái câu hỏi lên kênh YouTube của anh và cũng có chia sẻ là: anh ơi, ngày xưa em rất là năng động khi mà em đi làm thêm các kiểu, nhưng bây giờ thì không hiểu tại sao em lại không có được cho mình cái sự năng động đó, và em rất là ù lì. Thậm chí là khi em đi phỏng vấn, người ta còn nói là gì, tại sao em lại nhát đến vậy, tại sao em lại tự ti đến vậy. Thì khi đó lúc với trường hợp của em thì anh khuyến nghị rằng là nếu như em không biết bắt đầu từ đâu ha, thì đừng có nghĩ những chuyện xa vời. Ok, như anh chia sẻ, tập trung vào một cái môi trường mới mà bạn thích. Ok, tiếp cận những môi trường mới. Ok, và không cần phải nghĩ quá nhiều, cứ từng bước. Để làm gì? Để em thoát ra khỏi cái vòng lặp của cái sự ù lì. Ok, và rồi từ đó bắt đầu từng bước. Và khi đó là lúc nó mới có những cái bước mới của mình. Ok, ha, thì đó là cái mà anh muốn chia sẻ. Ok, và nếu như bạn nào cũng đang trong cái trạng thái này, thử cái cách của anh xem sao. Để rồi từ đó sẽ có những cái sự phát triển của riêng mình. Ok.